Xin chào mọi người, đây là video cuối cùng trong cái tạm gọi là cái khóa học này ha. Thì đầu tiên thì mình muốn gửi đến các bạn đó là cảm ơn các bạn vì đã đi với mình cho tới cái video cuối cùng này. Đây là video thứ 104, nó cũng thật sự là một cái cột mốc và là một cái sự nỗ lực từ mình và cũng như là từ các bạn. Thì trong video này mình sẽ tổng kết lại, chúng ta sẽ cùng nhìn lại thứ nhất là những cái nội dung mà chúng ta đã tiếp cận ha. Thứ hai là mình cũng sẽ xin chia sẻ một số cái tiếp theo, một số cái dự án tiếp theo cũng như là những cái tiện hướng tiếp theo. Nếu như bạn nào quan tâm về cái việc mà tiếp tục làm việc với cái ngành GS này ha. Thì đầu tiên khi mà chúng ta sẽ nói về cái những cái gì mà chúng ta đã từng tìm hiểu ha. Chúng ta bắt đầu khóa học này thì bằng một vài cái video về mặt giới thiệu, rồi sau đó chúng ta sẽ đi giới thiệu nhanh về cái AdConcept là cái gì và là cái AdMap và cái Catalog, đó là hai cái ứng dụng mà đối tượng chính mà chúng ta viết lập trình và sử dụng các in để gắn lên cho hai đối tượng đó. Đấy. Một cái nội dung quan trọng mà chúng ta cũng đã từng hiểu đó là chúng ta đã cùng tìm hiểu xem là gì để bắt đầu lập trình với AdMap thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu. Là mình cũng có chia sẻ một cái điểm bắt đầu là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái map, đơn giản thôi, ta bắt đầu từ cái map ha. Rồi như vậy thì chi tiết hơn, cụ thể hơn, chúng ta đã bắt đầu với cái chương đầu tiên, cái phần đầu tiên đó là chúng ta đi tìm hiểu về các thư viện, các API, các interface để chúng ta có thể làm việc được với cái map và layer. Thì trong đó chúng ta có tìm hiểu về map nè, hay trên AdMap người ta gọi data frame, chúng ta làm việc với layer nè. Layer có hai loại nè, có nhiều loại ha, và hai loại chính ta làm việc đó là feature layer và raster layer. Chúng ta cũng được giới thiệu qua cái mô hình diagram, đây chính là giống như nó là một cái bản đồ để chỉ dẫn cho chúng ta để biết rằng là chúng ta có thể đi đến đâu và chúng ta cần cái gì thì chúng ta sẽ tìm ở đâu. Đấy, hướng dẫn về cái kích thước các class bên trong cái interface, bên trong cái AdConcept ha. Rồi chúng ta cũng được giới thiệu một cái tài liệu AdConcept document HEP ha. Đây thì cái này chính là cái tài liệu mà nó liệt kê tất cả các API họ có, cái interface họ có ha. Thì chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta tra cứu. Sau cái chương đó thì chúng ta tìm hiểu với table feature class, thì tại đây là giúp chúng ta cách thức để chúng ta làm việc với lại table feature class. Đây chính là hai cái đối tượng lưu trữ dữ liệu chính bên trong cái database của chúng ta. Đấy, thì qua đó chúng ta tìm hiểu cái gì? Chúng ta tìm hiểu cách tạo table feature class, rồi làm việc với field, tạo field, edit field, rồi một vài cái thuật khác liên quan với giao diện, chúng ta có thể tạo được toolbar. Rồi chúng ta cũng tìm được cách, học cách để chúng ta sử dụng add dữ liệu vào trong map. Và đặc biệt là chúng ta cũng biết được một cách, đó là chúng ta có thể tận dụng các dialog có sẵn trong catalog để chúng ta sử dụng, chứ không nhất thiết là chúng ta phải viết ra hết ha. Đấy là cái chương này. Sau chương này thì chúng ta tiếp cận tới cái chương là query và selection, có nghĩa là chúng ta truy vấn và chúng ta tìm kiếm dữ liệu. Thì dữ liệu khi chúng ta có rồi thì chúng ta có thể khai thác nó. Cái bước khai thác đầu tiên và cơ bản nhất đó là tìm kiếm đó, thì chúng ta làm việc ở với chương này. Với cái chương này thì chúng ta tìm hiểu các phần như là tạo một selection nè, query thuộc tính như thế nào, query không gian như thế nào. Chúng ta cũng được giới thiệu sơ lược về geometry. Và tại đây thì ở chỗ này viết sai nè, thì ở đây thì chúng ta cũng đã được tiếp cận tới một cái khái niệm là dockable, làm thế nào để chúng ta sẽ tạo ra một cái UI, một cái interface dockable ha. Nó dùng để nó chứa những cái nội dung của chúng ta trên cái giao diện. Đấy, dockable thì chúng ta có thể lôi nó, chúng ta gắn nó ở đâu, bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới. Đấy, và chúng ta cũng tìm hiểu tới cái cursor. Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cursor. Cursor là một đối tượng quan trọng, là trong cái chương tiếp theo thì chúng ta lại làm việc với nó khá nhiều. Đấy. Sau chương này thì chúng ta bắt đầu tiếp tìm hiểu tới database và feature. Tại đây là chúng ta đi sâu hơn, chúng ta sẽ hiểu hơn về cái database mà nó đang lưu trữ dữ liệu ha, và cái cách mà chúng ta có thể edit, biên tập dữ liệu. Ở chương này thì chúng ta khai thác ở góc độ là tìm kiếm thôi, nhưng tới cái chương này thì chúng ta đã tìm hiểu tới cái việc cập nhật dữ liệu rồi. Thì các nội dung chính như sau là mình cũng có giới thiệu về cái guide ID nè ha, rồi giới thiệu về cái selection object nè, tạo database, tạo feature class vân vân ha, và update feature nằm ở đây. Đấy là cái chương này. Sau cái chương này thì chúng ta tạm gác lại cái việc kỹ thuật tí xíu, thì chúng ta nói tới công tác deploy, làm sao để triển khai cái sản phẩm chúng ta ra cho các máy nè, để đây. Và cuối cùng là chúng ta nói đến phần order là chương cuối cùng, thì tại đây chính là chúng ta đã nói về database và geolocation tool ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã cùng theo mình qua tất cả các nội dung này, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái định hướng tiếp theo ha. Sau cái khóa học này thì đây là khóa học đầu tiên mà nó hoàn thành. Đấy, thì hiện tại thì trong kênh đang còn hai khóa học khác đang trong quá trình xây dựng, và đã có một video đầu tiên rồi, đó là khóa học về sử dụng
ArcGIS Pro và một khóa học về ngôn ngữ Python. Thì cũng chia sẻ sơ thì trong tương lai sắp tới định hướng của mình là mình cũng sẽ tiếp tục đi hoàn thiện hai khóa học kia, và mình cũng sẽ cung cấp cho bạn các kỹ thuật về chúng ta xây dựng về ứng dụng để xây lập trình cái ứng dụng GIS về web. Thì hiện tại bạn thấy là nói về cái góc độ các loại của ứng dụng ở Git thì chúng ta có các ứng dụng trên desktop, chúng ta có ứng dụng trên nền web và ứng dụng trên trên từng mobile. Đấy thì cái desktop Git mà về lập trình đó, thì đầu tiên chúng ta đã tìm hiểu cách lập trình với lại ArcMap rồi. Tuy nhiên thì như mình cũng nói, ArcMap thì trong tương lai nó sẽ bị thay thế bởi một cái phần mềm khác, đó là ArcGIS Pro. Đó là lý do tại sao là mình đã có giới thiệu đang xây dựng một cái khóa học, một cái chủ đề về việc chia sẻ cách sử dụng ArcGIS Pro ha. Rồi tiếp theo cái đó thì chúng ta cũng sẽ nói tiếp là như mình nói về JS, thì về ứng dụng thì chúng ta còn có ứng dụng trên web nữa, và tương lai sắp tới đây thì mình cũng sẽ tập trung xây dựng những cái hướng dẫn chia sẻ về web ha, về web. Thì để tiếp cận một cách tổng quan hơn thì đối với những các đặc biệt là các bạn mà không có xuất phát từ ngành công nghệ thông tin đó, thì đâu đó mình cũng sẽ đi dần dần từ từ là chúng ta cũng sẽ cần phải biết về những cái nền tảng chung về một cái web nó như thế nào, rồi sau đó chúng ta mới nói tới câu chuyện là xây dựng web, và ở đây là web JS, web Git. Đấy thì nó sẽ có nhiều cái khoảng kiến thức hơn, và hy vọng rằng trong tương lai tới thì chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái chủ đề mà nó như vậy ha. Rồi thì một lần nữa đến đây thì chắc mình cũng sẽ chính thức tạm dừng cái video này, và đây chính là cái video cuối cùng của cái khóa này. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã cùng mình nỗ lực và cố gắng tới thời điểm hiện tại ha. Và tới thêm là quảng cáo thêm xíu, thì đây các bạn thấy là chúng ta có thể hình dung là cái ngành này nó khá là ngành hẹp, nó ngành là một ngành hẹp. Cái số lượng mà các bạn xem video chuyên ngành như thế này thì cũng rất là ít. Thì cũng hy vọng rằng các bạn khi mà các bạn đã xem rồi và các bạn thấy những cái việc, những video này nó có thể là giúp ích được các bạn, hoặc là bạn nghĩ rằng nó có giúp được cho đàn em các bạn ở trong trường chẳng hạn, thì bạn có thể giúp mình để chia sẻ thêm cho các bạn đấy. Để thứ nhất thì rõ ràng là về mình đó là như mình sẽ tăng được những cái số lượng xem của video lên, thì từ đó là nó sẽ nhân rộng hơn, và cái đề xuất của Google cũng sẽ tốt hơn cho mình. Anh nói về là phía mình, nhưng về phía các bạn thì mình cũng hy vọng là nó sẽ giúp được nhiều cho các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp bạn trong các khóa học tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nha. Bye bye.